Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay video này sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo mà làm sao trong nhà mình không còn chuột nữa. Cái quan trọng ở đây không phải là keo dính chuột mà để bắt hết chuột đâu các bạn. Nó có một cái mẹo rất là cực kỳ mà tôi dùng keo dính chuột này để đuổi chuột, mà cái cách đuổi như thế nào thì các bạn sẽ xem video mà biết nha. Cái này thì những người mà người ta tu hành, người ta không sát sinh á, thì người ta dùng cái này vẫn được nha các bạn. Không có sát sanh được á thì không có để, không có diệt chuột được, không có làm cho chuột hết được. Thì nhà kho hay là một số cái phòng ốc nọ, chuột mà vào thì nó cái mùi nó rất là khó chịu, và nó sẽ gây bẩn thỉu cái thức ăn, rồi cũng như là gây dịch bệnh rất là đáng sợ. Thì cái mẹo này cũng dành cho những người mà tu hành, người ta vẫn dùng được nha các bạn ha. Nó không có chết con chuột. Thì bây giờ cái mẹo đó đây, không dài dòng nữa, tôi sẽ chia sẻ các bạn. Thì mình ra một tiệm đó, mình mua nó là một bịch như vậy là có hai miếng, thấy không? Mình mua bốn bịch nè, bốn bịch để mình đuổi chuột ở trong nhà mình nè. Thì cách đuổi chuột như thế này, ở đây thì người ta hướng dẫn cái gì đó, các bạn cứ đọc ha, đọc để mà mình biết sử dụng. Nếu mà mua keo dính chuột về đặt chuột mà nó hết chuột á, thật sự luôn là các bạn biết là nó không có hiệu quả đâu. Nó sẽ tái đi tái lại rất là nhiều lần ở trong nhà mình mà rất là khó chịu. Và mình sẽ chia sẻ một cái mẹo này, đó là cực kỳ, đó, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, các bạn biết khi mà đặt xé cây bính chuột ra rồi, chúng ta làm bước tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn để ở cái nơi nào mà chuột đi tới thì luôn thường xuyên nhiều á, thì các bạn để đó nha. Thì chắc chắn luôn ngày đầu tiên là các bạn sẽ dính một con chuột. Đó, sẽ dính một con chuột, chắc chắn luôn. Tại sao dính? Tại vì mình để thức ăn ở đây mà, thì chuột nó bò ngang nó dính thôi. Thì cái miếng này có thể là dính con chuột to bằng bắp tay các bạn luôn ha. Đó. Rồi sau khi mình dính con chuột rồi, sáng là mình gỡ con chuột ra. Là nếu mà người mà tu hành thì người ta sẽ không thấy con chuột nó chết các bạn. Nó sẽ còn sống và người ta thả nó đi được. Đó, coi như là để cho nó sợ và nó chạy thôi. Đó, còn các bạn thì mạnh tay thì các bạn có thể là cho nó đi chỗ khác, cho đi chỗ khác bằng cách nào đó các bạn tự giải quyết ha. Nhưng mà sau khi các bạn gỡ con chuột ra rồi thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ để cái miếng này hoài nè, để hoài đó đi, đỡ nhét cái chỗ đó đó, là chắc chắn luôn là năm này qua tháng nọ con chuột nó không bao giờ dám hó hé tới. Tại vì nó có một cái giống như một cái, các bạn thấy giống như là bị bạn mình nó bị nạn chỗ đó rồi, thì nó không dám tới nữa. Nó sẽ không bao giờ dám tới nữa ha. Các bạn áp dụng cái mẹo này thử ha. Mình đã áp dụng rồi và cũng đã hiệu rất là hiệu quả. Mình còn một cái mẹo nữa, đó là một cái mẹo gì các bạn không biết không, là có nghĩa là mình mua cái gặp chuột á, cái gặp mà bắt con chuột đó đó. Mình bắt một lần rồi, nó bị thấy đồng bọn nó nằm ở trong đó là nó rất là sợ, nó có mặt để gặp đó nữa, thì cái chắc chắn luôn cái con đường nó sẽ không bao giờ có chuột đi ngang đó nữa. Chúc các bạn thành công nha. Nhưng mà cái cách mà làm mà hiệu quả nhất là cách này nha các bạn, còn cái lòng chuột thì nó không hiệu quả nhiều đó. Rồi ok, các bạn thấy video này hay thì xin cho một like và nhớ bấm vào nút đăng ký. Trong mùa dịch này các bạn nhớ ra đường mà mang theo khẩu trang nha, để mà phòng chống dịch bệnh, bảo vệ mình.